À, di chuyển bằng nút nghe à. Rồi bắn sao? Rồi lên tôi bỏng. Ủa. Lên con chuột thôi, lên con chuột thôi. Bắn là mình đi bằng nút đúp ra đây. Thì anh nhai một lần ra. À rồi rồi, hiểu. Nè 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 mấy anh chìm kìa, nè mấy anh game kìa. Ê như chơi game FPS nha. Được chưa? Hiểu rồi anh Quyền. Nhưng mà cái này nó phải lưu chuột chứ không phải là nó tự bắn à. Xài chiêu thì E với R. Phải lưu lắm, phải lưu. Đạn vào kẻ địch thương. Pháo liên hoàn à. Được nha, pháo liên hoàn này được nha. Game này thì sợ lát nó chịu đéo nổi chứ. Cái chiều này, chiều này thì lát sợ nó đuổi. Đúng rồi Quyền, cái chiều. Mấy cái game như này là ngày xưa chơi chơi nhiều luôn á chứ. Bấm C nó tự bắn. Sợ cho lép đuối thiệt á. Đuối nha. Bắn lưỡi liềm á. Sống làm thật đi. Ở chung chứ có gì á? Sarafin, Sarafin. Lượm. Mày lượm mấy cái này để tăng kinh nghiệm. Mày lượm mấy cái này để tăng kinh nghiệm lên. Ghê vậy anh Trung, anh ra sàn xoài quá nhỉ. Sao không sàn xoài quá nhỉ. Bắn ra luồng đạn thành khu vực lửa à, tạo thành các khu vực dùng cháy à. Cọc liên tục luôn nè. Đi chung lên đi, tích đi, thì ta tích lại đi. Chưa ra, chưa ra tăng được, thì nó mới tích. Thì ta tích lại liên cho nó nhanh anh Quyền ơi. Không một quái mà Phan. Nè nè nè, nó ra tích ra quái rồi, cứ một phút rồi nó ra quái đi. Thì nó khỏe mình tích. Sát thương à, sát thương 10%. Ê nhưng mà sao mình biết cái nào là đẳng cấp của cái nào ta? Ờ lát nữa nó có cái ký hiệu nó ở cho mình. Chạy nhanh nè, chạy nhanh nè, chạy nhanh nè. Ủa chạy nhanh quá vậy? Rồi chạy nhanh. Ủa? Đi lượm đi mày ơi, mày đi lượm cho team nâng cấp đi. Rồi để em lượm cho. Để nguyên nó đi. Ủa hết chi nhanh rồi. Bấm tap. Nâng cấp hoài là tap à, bấm tap à. Gây sát thương à, bắn ngay lùng đạn à. Cái này mới nãy của tôi là nâng cấp hai cái à. Lửa đây, lửa cháy đi. Một cái gì vậy? Đây, cái súng này là của anh Quyền hay gì nè? Mua được hết. Có skill bị động kết hợp chung. Cái tab này là nâng cấp á. Đúng rồi. Cái bên trái là nội tại, còn cái màu tụi bay đừng, có lấy vũ khí mới nhiều nha, mà tụi bay phải coi là cái vũ khí đó là có nâng cấp được không á, nhiều khi lấy hết ô á. Rồi. Cái này Hiệp phải để ý này, tại vì Hiệp không có chơi máy. Đúng rồi. Ý người nói Hiệp ngu quá. Anh Quyền nói nghe đi anh Hiệp ơi. Chậm rồi. Này em như này là em ít chơi mà là chắc chắn là em chơi game anh ba đó. Có không nhỉ? Em căng á nha. Em căng á. Vậy là tìm đó xem là ai trước nha. Rồi. Úi da. Bây giờ tạm thôi. Thôi đi, đã nghe không đi. Tôi đặt cấp thôi. Thôi xài kill được kìa. E với R đó. À, có được xài kill luôn à. Rồi, boss rồi. Đó. Qua đây, giết luôn. Xài chiêu liên tục luôn. Mềm vậy? Ôi trời ơi. Không làm thành. Còn gì khó hơn không? Game dễ quá. Kiếp hết máu kiểu kiếp ơi. Cái này lại à. Ủa làm sao để được lên máu ta? Nè, lại đây tao hồi máu cho nè. Vô giữa nè. Vô giữa đây. Nhiệm vụ nè, ở dưới có nhiệm vụ nè. Ở dưới đâu Quyền? Xuống kìa bay. Xuống dưới Quyền. Rồi, nào vô đi anh Trung ơi, đội trưởng ơi. Đi với anh Quyền kìa, ai biết đâu. Cái nhiệm vụ nó như thế nào ai biết. Cách mà anh. Xem nhiệm vụ anh như thế nào. Thì bay nóc xoáy. Gây sát thương theo thời gian trên diện rộng. Hình nón cũng được đó nhờ. Giờ tôi nghĩ là ba cái là hợp lý. Là pháo liên hoàn hả? Cái này chứ đi. Chạy đua kìa anh em ơi. Đua anh em ơi. Chạy heo hả? Chạy đua kìa, em thấy nó hiện chạy đua kìa. Rồi về nhà vô. Máu kìa. Lê đi. Rồi, qua kia luôn. Đây, xài chiêu nè. À, chạy theo nhiệm vụ.
lấy công bù thủ, tấn công tầm xa. Sao nó có hai cái nâng cấp này như vậy? Tấn công tầm xa đi. Cái này là hơn cả sự sống là gì nhờ? Là cái này hả? Kẻ địch bị hạ gục. À, thi thoảng ra một bình máu à. Được nha. Số 3 ngon nè. Cái đó ngon nha. Thi thoảng ra được bình máu nha. Đẩy thêm sát thương, để anh dùng đẩy thêm sát thương. Rồi bình máu đâu ta? Rồi bô chôn. Mình xì ta tích, mình lia chỗ nào là mình lấy chỗ đó, mình ăn chỗ đó hết luôn anh em ơi. Lia bớt đi, chết tôi rồi. Máu tấm ra. Động thùng, động hòm rồi. Đóng hộp mình là nó đóng hộp mình đó hả? Ừ, phun máu rồi nè. Bắn nè. Chiêu nè. Hay nè. Đây, cũng có. Bắn con chó kìa đẹp ơi. Chó bự lắm. Hơi yếu rồi. Mình hơi yếu rồi. Né chiêu. Chiêu đâu? Ta đâu có lấy chiêu nào đéo đâu. Né quá chứ lộn. Cô bà em liền ơi. Anh Quy. Trời ơi. Cô bà vô trong đi hồi máu. Cô bà vô trong hồi máu. Được đó. Chết rồi. Trời ơi, anh gã già. Anh gã điên. Anh Quyền ơi. Anh gã điên luôn. Trời ơi. Rồi, không sao, anh hiểu mình đi. Vâng bay survival rồi. Chạy búp lên. Đi. Cô bò ở trong đi, cô bò trong hồi máu lại. Súng máy à. Gây sức thương diện rộng theo hình nón á. Cái này ngon đúng không? Theo hình nón là ngon đúng không? Đọc tiêu hơi lâu nha. Mình nón thử đi. Từ từ anh Quyền ơi. Từ từ ngang vô lại hồi máu các em ơi. Gì đích ngon quá vậy. Cái chiêu A của nó mạnh lắm á. Ăn đi. Ê, cho tao bình máu, cho tao cục máu. Lấm máu. Cô vợ tao ăn cục máu. Máu nghe. Rồi. Ăn cả tem được, không sao hết. À, một người ăn là được hết à. Đúng rồi, đừng có la. Vậy chắc làm một miếng rồi làm sát thương 10% đi. Biết đọc chữ không mày? Bây giờ để máu đó thôi. Bây giờ anh em mình đánh vòng xung quanh khu vực máu á. Rồi xong mình đừng có ăn liền, hiểu không? Vậy. Đánh vòng thôi. Xe tải. Đó, không thì mình có ăn không cái mình bùa luôn. Rồi ăn hết vậy ta. Anh Trung ăn đó. Có vậy, anh Trung có ăn đéo đâu. Trung đạp pha đó với ai? Ủa, anh lụm kìa. Có coi này đấy. Hy sinh cho đồng đội liền. Thêm chiêu đi. Đủ máu đi. Chiêu này hợp lý nè, chiêu này quay xung quanh hợp lý nè. Tao chết luôn rồi. Cố. Đúng lắm kìa. Dí xuống luôn anh em ơi, dí xuống giết nó luôn anh em ơi. Nè. Bây giờ em có cái giết người giết lính có lượm máu á, nên là anh em chia ra lượm nha. Rồi cứ đi em có gì giết con nào là cứ. Ê, nó mạnh hơn rồi đó nghe, mình phải đánh chung rồi đó. Ê, vô giữa đứng nè. Vô đứng hồi máu đi, đứng chung đi. Lộm đi, chia ra lộm. Phải lộm mới lên kinh nghiệm chứ thôi là không theo kịp thời gian của nó đâu. Rồi lộm đi. Giờ quán nó nhanh rồi đó, mạnh rồi đó. Để chiêu cuối cho. Rồi lộm anh em ơi. Lộm. Hiệp. Bọn nó đi đâu biết kìa. Chạy rồi. Anh gì? Chạy rồi đó anh. Giết rồi. Giết rồi. Về với team. Rồi. Xét thương bùng cháy à. Không cứt thế à. Bọt nó gì nó mà không biết luôn. Sư tử hóng. Chắc thương thay hình nón.
Đại chiêu liên tục đi, R liên tục đi, có đi chơi đi, đừng tiết kiệm. Còn máu ở trên nha, có máu ở trên nha, nhớ lượm kinh nghiệm, lượm kinh nghiệm, lượm kinh nghiệm nè. Mạnh lắm rồi đó. Này chồng ơi. Lượm kinh nghiệm, lượm kinh nghiệm, lượm kinh nghiệm. Má sao đây, nãy giờ mấy cái chiêu phụ trợ nâng cấp nó không thấy nhà nó. Cho né cho bom nè, né cho bom nè. Sao có phát mới không à? Rồi. Kê bên trái, bên trái trùng, bên trái trùng. Né bom. Đẩy bom đi, tột chạy đi, né chiêu đi. Bây giờ mình tấn công lên trên, mình mở đường máu đi, mở đường máu ở đâu đó đi. Mở lên trên có máu nè. Cứ defend được, cứ defend đi. Cắt đi. Mở lên trên đúng không? Mở lên trên đi Nguyền, mở lên trên lượm máu Nguyền ơi. Rồi, có cục máu kìa, lượm. Mở đường máu kìa, đi heo nè. Rồi, tăng cơ đi trước đi. Rồi. Dũng, chặn rồi. Qua đây luôn. Rồi. Mở đường máu đi. Mở vòng bên đi, giáp nè. Cái giáp này là để tăng hai chiêu này. Tạm thời cứ nâng cấp một chiêu trước đi, full nó đi. Mở lên trên luôn. Rồi, lên trên luôn. Nào mua không ngờ, mèo. Tôi cần máu. Nè, máu bên đây. Rồi. Gì anh Trung ơi? Đó, con mèo làm nguyên vụ kìa. Con mèo đó, anh Nguyệt, con mèo đó. Bên đây, bên trái nè. Rồi, đi qua. Rồi. Yumi xuất hiện. Có máu. Đây. Mở đường đi, em. Đây. Làm, sát thương tôi to lắm ở đây mà. Rồi, hai. Rồi, vô luôn. Lộn. Nổ hay gì vậy? Cúi da. Nổ. Né ra. Chạy lên trên đi. Né đi. Nổ. Chỉ tương. Chắc 4 cái bơm á. Một cái 2 máu. Thấy nó đang cùn nhau, nổ không ra hết. Mấy cái né này dễ vô chung quá vậy. Nhưng mà duyên. Có gì khó hơn được không ta? Ai cần máu thì có máu ở trên nha. Để chơi này kiểu nhiều khi đéo nghe đồng đội luôn, đi bình quyên. Để hả? Lấy là quá trời, lấy là dữ lắm. Nãy là bị còn yếu, nó bị ký á Nguyện. Nãy còn yếu, nó dí em quá. Đủ tiền là dùng để làm cái gì ta? Gần 100 điểm hồi chung cuối nè. Thăng băng, tăng kích thước, giảm được đội diễn. Kỹ năng dao động trong này. Nó ngon lắm nha. Mất đi 20 cái máu à. Ngon lắm nha. Bọt đi. Còn ngon hơn. Em đắp chiêu đi. Rồi, mạnh lắm rồi đó. Đây là liên tục. Ủa, sao mới vui chưa? Đạn là nó cũng nhanh tùm lum luôn rồi đó. Chờ 10 phút là nó có đạn mới nha anh em. Rồi. Đạn là nó bắn từa lưa luôn rồi đó. Rồi mình tập trung ở đài phun nước này. Rồi tập trung ở đây đi. Đừng ăn vội. Con này nhiều khi thải nhiều là không đụng được các em luôn á người ơi. Giờ mạnh lóc á. Thì quá nè. Quá dữ anh ba ơi. Cấp quá rồi. Ồ, đạn nó ra kìa. Game này chắc là dành cho bùi viên chơi hết á. Dễ quá vậy. Chơi đánh boss kìa. Boss kìa. Dớt. Ây da. Hết máu rồi. Tăng đi kết. Ây, để ai. Đông quá.
Từ từ đó bạn. Đóng thế à. Phun máu luôn rồi. Lấm mặt lấm. Mũ. Đóng sát thương rồi, cứ đóng sát thương thôi. Có bao nhiêu sát thương mà đóng vô hết. Con này con néo gì đấy. Chẳng xa bố mày ra. Tiền ở trên đây. Anh Trung phá dòng dây, Trung đi lượm tiền cho mọi người. Để chiêu. Bên trong. À ha. Bên trong. Ghê vậy. Anh gấp quá đó. Hồi chiêu cuối là liên tục. Kinh nghiệm mà liên tục nha. Ai của anh Quyền hình như đang cắt được cái chiêu kia bự ra đúng không Quyền? Cái gì? Cái chiêu bỏ say tới say này, á. Tới anh em ơi. Sau lại mới con. Ai ya Con người mình lại cao ghê à. Lát hết. Kinh lắm anh Thập ơi. Lối luôn à, từng lối à. Lối. Kèo dưới chuẩn bị sụi, Rồi, đứng kèo luôn á. Đó là kèo với anh Trung. Kèo một trên 15, dưới 15 anh Trung ơi. 15 nè, hôi lông rồi. Ủa, em thấy trong kia nó sẽ giới thiệu là trên 15, dưới 15 thôi à. Em tưởng nó là game khó lắm. Một lao là nhiêu? Một lao tầm 20 à. Còn boss. À, không biết nữa. Nè boss nè. Con này con gì đây nè? Ở đâu kia rồi, đâu kia rồi. Nhà nè. Đang đi dạo chơi quá. Ủa sao boss bằng kiếp nó tăng khỏe quá vậy? Con sao lỗi mà. Lại có hút mẫu gì kìa. À, buộc phải nâng cấp giáp luôn rồi. Đang luôn đi chứ chờ gì nữa. Gì nữa boss nó đập quá chứ không ngồi đó. Yumi biết pha tên gì, làm tốt lắm kìa. Chuyện trong là cảnh của đại của trước à. Đây mình bị chung à. Hai với trò chơi mới thực sự bắt đầu. À, hai cũng biết trò chơi mới thực sự bắt đầu à. Ê, tướng này mạnh nha, mấy con quái này mạnh nha anh em. Dạ đứng chung ơi, đừng đi lẻ nữa. Lên trên nhiệm vụ kìa. Ở đâu, tao bị dí, có mèo trên bản đồ, có mèo trên bản đồ kìa, phải không? Đúng rồi, có mèo trên bản đồ. Lên, tao đang bị dí. Qua đây, cô bệnh chung kìa. Chung lo được. Đó, vậy, thấy giờ không chết ai rồi nha anh Chung ơi. Thấy bây giờ không giết ai được rồi kìa. Bây giờ phải xài chiêu liên tục đi chung với nhau luôn á. Đây, mở được máy vô đây nè. Đây nè. Rồi, tới hết rồi, mày vô đi. Chiều đây, ê, tới kìa, robot tới kìa. Bắt chơi nè. Tao lia cho. Ủa sao nhiệm vụ thất bại? Như đi ra khỏi vòng á nè. Lâu quá. Hay là mình đi ra, hay là do mình đi ra khỏi vòng. Lê lính vào đây. Lê từ xuống đi anh em ơi. Tập trung giết boss đi, bỏ đường máu lên trên được. Chiêu cuối nè. Dùng hết chiêu luôn rồi đó, dùng hết máu nè, giáp nè. Bản là CC nè, hết tung nè. À thiếu máu ở trên có máu nha. Kết hết máu kìa. Rồi. Dễ quá vậy. Chưa dễ lắm đâu nha. Còn nữa đó. À, lên máu cái kìa. Lên lượm máu đi. Rồi, lượm máu đi. Mở đường lên anh em ơi. Hai tuần thì cứ lượm. Nhiều nhìn rối mắt quá nha.
Rồi mở cái đường kẻ lên, mở cái đường kẻ lên, kẻ cái đường kẻ lên trên đi. Ôi. Rồi để kẻ. Giáp nè. Chiêu cuối nè. Đi cái nào vậy? Chiêu cuối đéo chết người mày. Yếu thế. Anh lỏ nha. Lại có cục gì nè. Chạy nhanh nè, phải chạy nhanh nè. Chạy nhanh. Lên đầy lên đủ. Đồ đầy đủ. Chọn 25 vàng à, ở là sao? Là sao ta? Full đồ họ 25 máu. Lên đồ đầy đủ máu. Lên đồ đầy đủ anh Quyền. Ờ. Rồi em lên rồi. Lên đồ đầy đủ hả? Rồi vậy lên rồi em lên đồ đầy đủ. Vài tí nữa nó còn nâng cấp cho nội tại ở ngoài nữa. Nó lại cho lên đồ đầy đủ nữa. Là bú trước. Thôi. Thì bú thôi. Kìa nó sai tới kìa. Ôi trời ơi. Rồi rồi rồi. Đủ đủ đủ. Càng lắm á, con này càng lắm á. Về đây để chiều càng lắm á. Đủ đủ đủ. Đi chung đi chung đi chung bên em ơi, đi chung bên em ơi. Đi chung bên em ơi. À đây né chiêu thôi hả? Ủa trời ơi. Nó nổ quá vậy. Thằng anh hai người nó né rồi đúng không? Rồi đúng rồi đúng rồi. Nó nổ quá vậy. Anh hai thằng né rồi chứ. Ai da, ai da, ai da, ai da. Tưởng chắc là máu anh coi sao. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bơm, bơm bươi đạn lại. Trời ơi, con bó có nhiều dữ vậy. Chạy em ơi. Happy. Để lát chạy lên mạnh đi. Bắn ra anh, anh vừa chạy anh vừa bắn thành Quyền. Pha này nặng nha. Nó nổ quá vậy. Đau đó. À, đau quá. Nè giáp nè. Mày lấy vô tăng đi. Cần lính, cần lính, cần lính. Để thôi máu. Ây da, má vừa gãy tay. Ây da, ủa chết. Cú. Làm rồi, lóc rồi, lóc rồi. Cú. Quỷ tới nè anh em ơi. Chưa tài đâu anh Trung ơi. Đầu gà, nó thả con kia, kéo thấy à. Nói rồi anh Trung ơi. Không có hồi máu, không có lụm được mấy cục máu ha. Ây da, ây da. Rồi anh em đâu hết rồi. Quýnh cái này đi, quýnh cái cục này tăng đi. Tăng cho. Quýnh cục này đi. Anh em nó nổ quá vợ, Tăng cho. Sắp sụi rồi anh em ơi, Kiếm máu, kiếm máu đi. Bây giờ nó không đẻ ra máu nè. Chiến đấu đi, không sao, nóc kiểu được. Đây. Giáp nè. Chúng ta lên. Máy này có mở đó. Ở những chiến binh quả cảm. Né chiều cái. Né chiều cái, ây da. Đánh nhà cái. Bắn cái ổ nó đi. Hai. Trời ơi. Nổ. Yes, sir.